Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021 của tuổi Thìn. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Thìn chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thìn tháng 3 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Thìn âm lịch thấy rằng cục diện tự hình mang tới nhiều tác động xấu cho bản mệnh. Tháng này, bạn khó chạm tay vào cơ hội thăng quan, tiến chức mà ngược lại, thường xuyên phải giải quyết những sự cố xảy ra bất ngờ. Thực chất, bạn vẫn luôn rất nghiêm túc, tập trung trong quá trình giải quyết công việc. Thậm chí, bạn không muốn ai tham gia vào nhiệm vụ của mình để khiến mình phân tâm. Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến bạn dễ lâm vào hoàn cảnh bế tắc. Trên thực tế, làm việc nhóm sẽ giúp bạn có cái nhìn rộng mở, đa chiều hơn trên nhiều vấn đề. Bạn nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Với người làm lãnh đạo, bản mệnh cũng không nên quá độc đoán, chuyên quyền với cấp dưới của mình, nói một là một, nói hai là hai, không cho người khác cơ hội phản biện. Cách làm việc hiện tại của bạn sẽ kìm hãm sự phát triển của từng cá nhân, khiến công việc dễ trở nên trì trệ, phát triển chậm chạp. Đôi khi, bạn phải chấp nhận sự thật rằng cấp dưới có thể sẽ có những đánh giá chính xác, khách quan và cách làm mới mẻ, sáng tạo hơn mình. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy nhiều người có cách cư xử không đúng đắn trong môi trường công sở, và điều đó cũng dễ gây ảnh hưởng đến công việc của bản mệnh. Dù bạn có làm việc nghiêm túc, cố gắng đến mấy mà không được lòng mọi người xung quanh thì bạn cũng khó có thể vươn lên vị trí mà mình mong muốn. Hãy quan tâm, chú ý đến cảm xúc và suy nghĩ của mọi người xung quanh nhiều hơn trước khi bắt tay vào công việc, đừng chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Cách ứng xử của bạn có thể giúp bạn, thêm bạn bớt thù, vì vậy tại sao lại không dành thời gian để xây dựng cách mối quan hệ tốt đẹp nhỉ? Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Thìn âm lịch về phương diện tài lộc. Con đường tài lộc của người tuổi Thìn không có nhiều sự phát triển đáng kể. Với những người ham mê làm giàu, hy vọng mình sẽ phát tài nhanh chóng thì rất tiếc, có lẽ bạn sẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Cục diện tự hình khiến tầm mắt của bạn luôn bị hạn chế trong một lĩnh vực nhất định, thậm chí khó tiếp thu sự hướng dẫn, chỉ bảo của người khác nên khó có thể tìm ra những hướng đi mới đem lại nhiều lợi lộc cho bản thân. Thêm vào đó, lòng tự tôn quá cao khiến bạn không chịu thừa nhận lỗi sai của mình, thậm chí sai rồi vẫn cứ sai mãi, khiến con số tổn thất tăng lên không ngừng. Dưới tác động của nguyệt lệnh thì những người làm công ăn lương có tình hình kinh tế ổn định và khá khẩm hơn một chút. Bạn luôn cố gắng làm tốt công việc của mình nên về cơ bản, bạn vẫn duy trì được mức lương như cũ, dù có thể thiếu đi phần tiền thưởng nóng. May mà bạn luôn có kế hoạch trong chi tiêu nên dù tiền không nhiều nhưng vẫn đủ cho các hoạt động sinh hoạt, mua bán hàng ngày. Bản mệnh chỉ cần không vội vàng đầu tư những khoản tiền lớn thì không phải lo túng thiếu. Thái tuế hung tinh cảnh báo những người đi làm ăn xa cần chú ý khi xuất hành, cẩn trọng trong công việc, tránh những sự cố, tai nạn bất ngờ, vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, tiến trình công việc, lại vừa phải tốn kém tiền bạc mới giải quyết xong xuôi. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Thìn âm lịch về phương diện tình duyên. Người tuổi Thìn cần phải chuẩn bị đối diện với nhiều khúc mắc trong chuyện tình cảm suốt tháng 3 âm lịch này. Cục diện tương hình tác động mạnh khiến bạn không biết chia sẻ tâm tư, tình cảm của mình với ai, khiến bạn luôn cảm thấy buồn bã, cô độc, thậm chí là tự ti, cho dù bạn đã tìm được nửa kia cho mình hay chưa. Đối với những ai còn độc thân, bạn thường xuyên sống trong thế giới của riêng mình. Dù nhận ra mình có nhu cầu cần chia sẻ, dựa dẫm nhưng bạn lại không sẵn lòng tiếp xúc với bất cứ ai. Bạn thích giấu mọi chuyện đi và tự mình chịu đựng. Thậm chí, khi được người thân, bạn bè giới thiệu cho những mối làm quen, bạn lại thường xuyên tỏ ra nóng nảy, phản kháng, không muốn mọi người can thiệp vào việc riêng của mình. Nếu cứ giữ mãi những suy nghĩ, những cách hành xử như vậy, bạn sẽ khó có thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, khiến cuộc sống ít đi những niềm vui. Với những ai đã có đôi có cặp, mối quan hệ giữa hai bạn đang có dấu hiệu rạn nứt. Bạn dễ dàng chút những cảm xúc buồn bực, khó chịu do công việc đem lại lên đầu người ấy. Điều đó khiến cả hai người đều cảm thấy không thoải mái khi ở bên nhau. Thậm chí lâu dần,
hai người chẳng còn có nhu cầu tâm sự với nửa kia của mình nữa. Đáng lưu ý, bản mệnh không nên kể những vấn đề nhạy cảm xảy ra giữa hai vợ chồng với bất cứ ai. Hãy chỉ tâm sự với những người mình thực sự tin tưởng, như vậy mới tránh được những lời đồn tai tiếng hoặc tạo cơ hội cho kẻ thứ ba lợi dụng. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Thìn âm lịch về phương diện sức khỏe. Đáng tiếc là tình trạng sức khỏe của người tuổi Thìn cũng không có những tín hiệu tích cực. Nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp trong cuộc sống và sự nghiệp khiến bạn lao đao, lo âu, buồn phiền, lại thêm tác động của thiên nguyệt hung tinh, không chỉ tinh thần mà thể chất của bạn cũng sẽ có những dấu hiệu mệt mỏi, xuống sức. Bản mệnh nên cởi mở với mọi người xung quanh nhiều hơn, tạo cơ hội để những người thân thiết, chân thành có thể chia sẻ, cùng tháo gỡ vấn đề với mình. Đừng ôm mọi chuyện vào trong lòng rồi nảy sinh bế tắc. Khi đi xa, bạn nên chú ý đến vấn đề an toàn giao thông, đặc biệt không nên lái xe khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Đừng cố gắng quá sức trong công việc, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì cần nghỉ ngơi hoặc đi khám ngay. Thời điểm này, cơ thể suy nhược cũng khiến bản mệnh dễ ốm đau, bệnh tật. Vì vậy, bạn cần chú ý đến vấn đề rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt và ăn uống điều độ thì cơ thể mới mau hồi phục. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch năm 2021. 1. Nhâm Thìn Thủy, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết, công việc áp lực, khăng khăng làm theo ý mình, dễ vướng rắc rối. Quý nhân Tý, Dần. Tiểu nhân, Mùi, Dậu. Màu sắc may mắn cam, trắng. 2. Giáp Thìn Hỏa, nam Thái Bạch, nữ Thái Âm. Khẩu quyết, làm ăn không thuận lợi, dễ dầm chân tại chỗ. Quý nhân, Dần, Mùi. Tiểu nhân, Hợi, Mão. Màu sắc may mắn tím, đen. 3. Bính Thìn Thổ, nam La Hầu, nữ Kế Đô. Khẩu quyết, nên mở rộng lòng mình, chia sẻ với những người đáng tin cậy. Quý nhân, Dậu, Hợi. Tiểu nhân Tý, Mùi. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. 4. Mậu Thìn Mộc, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết, vợ chồng không nên chút giận lên nhau, khiến quan hệ xa cách. Quý nhân, Mão, Ngọ. Tiểu nhân, Mùi, Thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. 5. Canh Thìn Kim, nam Thái Bạch, nữ Thái Âm. Khẩu quyết, chú ý giữ an toàn khi xuất hành, để phòng tai nạn bất ngờ. Quý nhân, Hợi, Mão. Tiểu nhân, Mùi, Tý. Màu sắc may mắn, hồng, đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới.